Trong không khí của những ngày cuối xuân, UTB cây cảnh Phù Quảng trân trọng giới thiệu với các bạn một số tác phẩm khá là hay và đặc sắc. Trước hết, mời các bạn cùng đến với một cái tác phẩm sộp túc búp đỏ. Đây là một cái phôi đang trong cái quá trình định hình. Các bạn có thể nhận thấy cái màu lá của nó rất là tuyệt vời, phải không ạ? Đây là toàn bộ cái mặt trước của cây túc này. Cây có cái dáng bay cũng khá là hay các bạn ạ. Độ già của cây thì các bạn có thể nhìn và các bạn nhận biết rất nhiều những cái nu lần và những cái điểm vết sẹo của thời gian. Cây thứ hai muốn được giới thiệu với các bạn đó là một cây ổi dáng chiếc khoanh. Cây đang chút lá thay lộc. Đây là toàn bộ cái hình ảnh mặt trước của cây. Đây là một cái tay huyền buông xuống. Okay, các bạn có thể thấy cái cầu nối của cây ổi này là phần bệ. Đây là phía mặt sau của tác phẩm các bạn nhé. Vâng, là một cây ổi khá quái. Hệ thống tay dăm làm cũng khá là kỹ. Và có lẽ là đến khi cây bật hoa hay quả thì tôi tin chắc rằng cái giá trị của cây nó cũng sẽ được tôn thêm nhiều hơn nữa. Đây là phía mặt sau của cây. Và đây là một cái phôi xanh que. À, đúng như các cụ đã dạy, tức là cây lên chậu như hoàng hậu lên ngôi. Trong cái quá trình chỉnh sửa thì các bạn cũng đã theo dõi, nhưng mà khi đã định hình xong và đưa lên chậu thì cây có một cái dáng vẻ khác biệt. Mà tôi tin chắc rằng nếu mà với phong cách dáng làng thì các bạn khi đã nhìn và theo dõi toàn bộ cây thì các bạn cũng sẽ nhất trí đồng ý với ý kiến đó là đây là một cây làng rất là mẫu mực, chuẩn chỉ về độ già, về các cái đường tay dăm, về các cái hệ thống bệ rễ. À, các bạn có thể theo dõi là các cái điểm mốc già, rất già rồi. Đây là phía mặt sau của phôi các bạn nhé. Chúng ta cứ tạm gọi đây là cây phôi đi. Nhưng mà thực sự là đối với cá nhân tôi thì đây là nó rất là tiềm năng. Đây là một cái phôi rất tiềm năng để khai thác cái dáng làng. Và tôi tin chắc rằng là trong cái quá trình hoàn thiện thì sẽ có nhiều cái sự chỉnh sửa nữa. Nhưng nếu như cây này mà hoàn thiện xong thì sẽ chắc chắn sẽ được nhiều cái sự yêu quý của quý vị khán giả đối với cái tác phẩm xanh quê dáng làng này. Vâng, và đây là một cái cây dưới dáng song siêu. Vâng, đây là cây dưới dáng song siêu đang trong quá trình định hình và hoàn thiện. Mời các bạn cùng thưởng thức và theo dõi. Xong thứ hai to thứ hai là bây giờ ở trên tầng hành lý xong tối bước hôm qua nó ra đấy được cả. Cây là dòng dưới khai thác các bạn nhé. Vâng, và cũng khá là quái so với một số các cái phôi khác.
đường thân chạy hai thân song song cũng khá là hay và hứa hẹn cho chúng ta một cái tác phẩm khá đặc sắc sau này sau khi hoàn thiện. Vâng, và đây là một cái tác phẩm đào tiên các bạn nhé. Có lẽ là rất nhiều người hỏi là những cây gì có thể làm bonsai hoặc là cảnh được. Thế thì theo quan điểm của cá nhân YouTube Cây Cảnh Phù Quảng, tất cả những loại cây quái đẹp mà chúng ta có thể chơi bonsai tiểu cảnh được, vì chúng ta có cái cách xử lý cũng như là cái cách làm để làm sao cho nó vừa mắt. Thứ nhất là vừa mắt chúng ta chơi, và thứ hai là vừa mắt một phần nào đó đối với lại người thưởng lãm. Cho nên với quan điểm của cá nhân là không có một cây nào không làm cảnh được, và không có một cây nào không thể tiến hành làm bonsai được. Chỉ có điều là chúng ta làm như thế nào cho nó phù hợp. Có cái đường thân chạy là khá hay các bạn ạ. Và đây là một cái điểm gốc xuống, cũng tạo ra cái điểm nhấn của cây, đồng thời là tạo ra cái nét khá hay của cây. Vâng, và đây là một cái tác phẩm dưới khai thác. Thì các bạn cũng đã nhận thấy nó là một cái tác phẩm mà tôi đã tiến hành thay đất cho nó trong một cái video clip về trời mùa đông. Và các bạn có thể thấy là một là về mặt thế dáng chậu như này thì đối với cá nhân tôi cảm giác nó đã là phù hợp. Thứ hai nữa là cái độ sống và phát triển, thì mời các bạn có thể theo dõi toàn bộ hệ thống lá, đúng không ạ? Và lá đang rất là xanh và đang có những cái hiện tượng bật lộc của mùa xuân về. Đây là phía sau của tác phẩm dưới này. Đương nhiên là cũng còn rất nhiều thời gian nữa hoàn thiện. Thế nhưng mà đây là những cái mà cũng khá là hay đối với một cái phôi dưới khai thác. Xin được trân trọng giới thiệu với các bạn. Vâng, và cuối cùng thì giới thiệu lại với các bạn một cái tác phẩm găng tu hú theo dáng cổ. Toàn bộ hệ thống bệ rễ rất hài hòa, hợp lý, trải đều trên mặt chậu. Hệ thống tay dăm mà rất là kỹ. Và thực sự cây đối với cá nhân là cũng đã hoàn thiện. Và đương nhiên là cũng chỉ chờ lộc phát đầu xuân nữa thì phủ lên mình một cái lớp màu xanh nữa thì cũng rất là tuyệt vời.